bởi vì nha, ăn tôm nó tươi ngọt. Cái thìa ăn mà ngán ngán này, cho miếng cái thìa này vào ăn. Giòn. Hi, xin chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV sáng sớm hôm nay nha. Sáng hôm nay chúng ta đang có mặt tại ngay góc đường Phùng Hưng với lại đường Hồng Bàng thuộc quận 5 thành phố Hồ Chí Minh quý vị ạ. Sáng hôm nay chúng ta đi tìm món bánh cuốn Hồng Kông để quay và chia sẻ giới thiệu đến với toàn thể quý vị. Ngay đầu thì quán này nằm ở trong chợ Phùng Hưng. Luân tiện chúng ta sẽ quay một số hình ảnh chợ Phùng Hưng để gửi đến toàn thể quý vị luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gửi xe ở bãi giữ xe này nè quý vị. Chợ Phùng Hưng là một ngôi chợ của người Hoa quý vị ạ. Được thành lập vào năm 1952. Chợ Phùng Hưng hay còn có tên gọi khác là chợ Thủ Đô, tại vì nằm gần rạp hát Thủ Đô quý vị, trên đường Châu Văn Liêm. Ngoài ra chợ còn có tên gọi khác nữa, đó chính là chợ Nhà Giàu, tại vì giá cả ở khu chợ này thường khá đắt đỏ hơn so với các khu chợ khác. Thông thường thì chợ ở đây quý vị thường bán vào buổi sáng thôi. Sau 12 giờ thì các tiểu thương ở đây người ta sẽ dọn dẹp và trả lại mặt bằng cho những quán ăn khác bán vào buổi chiều. Cô có bán gà nè. Dạ, cô làm đẹp quá. Dạ cô. Mình bán gà cúng hả cô? Mình bán gà cúng hả cô? À, bán cái này bán mà. Nhưng mà gà này người ta cúng hả cô? Đúng rồi đó. Cái này người ta cúng á, anh đem sẵn gà cúng á. Dạ, cô làm đẹp quá hả? Đẹp không? Dạ đẹp. Một con như vậy mình bán giá là sao cô? Tự theo lớn nhỏ thôi, có lớn có nhỏ. Lớn thì bao nhiêu, nhỏ thì bao nhiêu? 350, lớn là 350, nhỏ là 270, 280, 260. Ví dụ như con này là lớn hết quá. Ờ, này lớn là 320. Dạ, 320. Dạ. Đẹp ghê, cô bỏ một chùm trứng và lòng mì ở trên. Ở miệng thì ngậm tết táo. Đó, quý vị có đi đến chợ Phùng Hưng có gặp cô thì mua... Cô Bình. Dạ, cô Bình. Dạ, đúng rồi, cô Bình nè, có bảng nè. Dạ, bảng có bảng, cô Bình bên kia. Gà máy dầu luôn nha. Cô người Hoa ha. Dạ, người Hoa. Dạ, con cảm ơn cô nha. Dạ, chúc cô bán đắt nha. Dạ. Dạ. Bên đây là gian hàng bánh. Dạ, YouTuber. Quay chợ. Dạ. Do đặc thù ngôi chợ là nằm trong khu đông dân cư của người Hoa nên hàng hóa ở trong đây hầu hết được chế biến từ các nguyên liệu của người Hoa. Giống như ví dụ hồi nãy quý vị thấy cô đó bán gà quý vị, cũng theo phong cách người Hoa quý vị ha. Bên đây là khu vực cá, tôm, hải sản. Cô Tha đi vào ở địa chỉ là 189. Đây rồi, nằm ở phía bên kia đường rồi. Đây rồi quý vị ạ. Đây. Ở đây có cái bảng chỉ vào nè. Bánh cuốn Hồng Kông vô 20m. Có bánh cuốn trứng, bánh cuốn thịt, bánh cuốn sò điệp, bánh cuốn tôm. Từ 20 đến 35k. Có số điện thoại ở dưới nha. Đi. Vào đây làm thử một bánh cuốn xem sao. Ồ, vào trong đây yên tĩnh quá, mát mẻ quá. Đây quý vị ơi. Cô chị đang làm. Ồ, em chào anh. Dạ, con chào cô. Em chào chị nha. Cho em quay bánh cuốn của mình chút xíu nha. Ở đây chị có cái máy cuốn luôn nè. Máy nhỏ nhỏ dễ thương ha. Đầu tiên là quét lớp dầu. À. Ồ, mình hấp cải luôn hả chị? Đúng rồi, khách gọi tới đâu hấp tới đó. Dạ. Yeah. Đem đi luôn các bạn. Cái này, cái này nhiệt độ lớn nha. Quý vị thấy khói bọc bay nghi ngút luôn á. Mà chẳng qua là có cái quạt á,
đẩy đi thôi. Ôi ngon dữ ha. Hai cục tôm. Cái này là tôm sò điệp. Tôm sò điệp. Vậy là bao nhiêu vậy chị? Dạ 35 ạ. À. Giá 35, còn thịt không thì 30, trứng không thì 20. Chà. Chị làm lanh lẹ ghê. Lắc 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 lắc. Tôm sò điệp 35. Đây gì vậy? Trứng không? Trứng. Hành. Sò điệp đây làm gì? Tôm. Đây mình bán được lâu chưa chị? Dạ cũng được năm mấy rồi anh. Mới một năm mấy thôi mà cái thao tác kỹ thuật điêu luyện như vậy á hả? Bán thêm 5-2 năm nữa chắc siêu nhân luôn. Ồ, đây nè quý vị. Rau mới hấp xong. Cái này là cải thìa hả? Đúng rồi, cải thìa. Ăn cải thìa dễ hơn. Lắc cái là xong liền luôn. Cái thời gian mình bắt đầu bán là từ lúc mấy giờ chị? 6:30 anh. 6:30. 6:30 cho đến hết. Dạ. Yeah. Hết là hết là buổi sáng thôi. À, sáng. Hết là buổi khoảng buổi trưa thôi. Dạ. Dạ nhất là buổi trưa. Rồi. Ngày mình xay mấy ký bột rồi mình bán vậy thôi. Dạ. 4 ký gì đó, không chừng. Chị làm nhanh nhưng mà làm gọn gàng chứ không phải là làm nhanh mà không gọn đâu nha quý vị. Làm nhanh mà gọn gàng nha. Em thấy mỗi lần mình hấp vậy chắc cỡ khoảng 3 phút chứ mấy chị hả? Dạ, 3 phút. Dạ, nhanh hả? Tại vì cái nhiệt độ cái lò nó cao hả? Mình là người Hoa luôn hả chị? Còn ăn thì sơ chế quá nó rồi. Nên là nó mỗi vô hấp cái là nó nóng xíu thôi. Dạ. Người Hoa hả? Người Kiều Châu á. Và khu đây là hình như người Kiều, người Hoa rồi nhiều chị hả? Nãy cô ta đi ở ngoài chợ thấy các cô nói chuyện á. Nghe tiếng người Hoa. Trước khi mà mình bán món này á, mình đã có bán món gì khác cho chị? Chưa hả? Chưa hả? Mới thử kinh doanh đầu tiên hả? Nhưng mà thấy là hợp lý rồi đúng không chị? Tại thấy như phù hợp với chị á. Khi nào ạ? À? Đứng ở bánh mì tăm. Bả hả? Này đứng ở bên bánh. Em nghĩ nếu mà chị làm liên tục như vậy á, một tiếng chắc cũng phải cả trăm phần á ha. Tùy anh. Chị trang trí cái gì cũng đẹp lắm. Có mấy cọng rau á, để bên cạnh màu xanh nhìn nó đẹp. Rau này thì ăn chừng nào hấp chừng đó thì nó tươi, nó ngọt. Nó không có bị khô. Một khay như vậy là một phần đó chị hả? Một dĩa đó. Một khay thì là 2 cuốn thôi ạ. 3 khay mới đủ một dĩa. 3 khay mới đủ 1 dĩa? 2 khay. À, 1 phần 2. Dạ. Thank you.
đơn giản mà nhìn ngon á chị. Đây quý vị xem lại cái máy của chị ha. Ở đây máy của chị chạy bằng ga nè. Có một số nơi là xài điện quý vị, còn ở đây chị xài bằng ga. Bốn cái khay này nhiệt độ nó có bằng nhau không chị? Hay là ở trên cùng là nó giảm đi? Ở trên cùng bốn cái khay này á, là nhiệt độ bằng nhau hết á, nhưng mà mở hết tối đa. Tại vì cái hơi nướng á, cái lửa nó bốc từ từ. Ở trên thì nó cái hơi nhiều hơn. Bên kia. Đây cho ông xả hả chị? Dạ. Ông xả hả? Khách đến ăn xong mua thêm hộp măng về. Cái đồ đỏ này là thanh cua phải không chị? Tôm cua gì cũng có hết nha. Sò điệp, trứng, thịt. Cái chú này hầu như ngày nào cũng ăn hết đó. Yeah. Ăn quen luôn. Có dạy nghề không ạ? Ủa gì vậy, khi mà chị làm này chắc chị phải đi học chứ đúng không? Dạ có. Chứ cái cách làm món ăn rồi cách hấp, cách rồi nhiệt độ này bao nhiêu chị phải học chứ hả? Có học. Tại trước đây cô ta có quay ở trên quận 11 quý vị. Đường gì cô ta quên rồi. Được nha. Dạ, không biết là ta. Có nổi không thôi. Có rất là nhiều tiệm bán như vậy. 2-3 tiệm. Hồi xưa đi học là toàn tính bằng vàng không á. Chiêu cầu ha xúc. Tươi ghê. Trời ơi, sắp có rồi. Vậy nếu mình ăn thập cẩm thì được không chị? Thập cẩm thì được. Dạ. Để chị làm cho em phần thập cẩm nhé. Đây là 189 đúng không chị? Dạ, 189 xuyệt 1 hả? Cùng hơn, cùng 14, 15. Dạ. Quý vị cứ đi đến chợ. Ra mình quẹo vô. Dạ. Đi giống hồi nãy mà cô ta đi từ ngoài Hồng Bàng đi vào. Nhưng đây xe chạy vô được á, đừng có gửi xe. Dạ. Đây con không biết con gửi xe ngoài kia. Xe chạy vô luôn hả? Dạ. Chạy vô luôn đó. Tại đi sợ bị kẹt xe á, sợ người ta chửi. Không sao đâu. Không có. Ở đây khách quen họ cũng đi vậy luôn. Dạ. Với lại gửi để đi bộ quay chợ chút xíu. Dạ. Đây là chung cư mà. Đây là gọi chung cư Phùng Hưng luôn hả chú? Chợ. Chợ Phùng Hưng. Chân
làm như cái máy vậy đó ha. Tí tí chị kéo cái phần em ra, chị làm chậm chậm cho em quay chút xíu được không? Đây phải không? Được. Cái này là tôm với lại thịt ha. Dạ, yeah, tôm thịt. Nhìn nó dẻo gì hết. Dạ. Nhưng mà lá hồi nó khô lại á. À. Nó dài dài. Mà chị bỏ nhân nhiều chứ. Dạ. Đây thịt chị bỏ nhiều. 35. Dạ, chị làm cho em luôn. Sắp dậu ca con rồi. Ở trong đây có nấm hả chị? Dạ, nấm đông cô. Nấm đông cô. Để gọn gàng quá vậy, từng cái khay như vậy chỉ để một món ăn, tôm rồi thanh cua. Này là bánh thêm. Bánh thêm mình cũng bỏ thịt vào ha. Thấy đường ha. Ở đây mình có app gì chị? Shopee. App công nghệ là Shopee. Có một app thôi hả? Dạ. Nếu mà quý vị không đến đây được á thì quý vị có thể đặt qua app này. Shopee Food. Hiện tại thì chỉ có một app thôi. Hoặc mà tìm đường không ra thì quý vị có thể gọi số điện thoại. Phương Thảo sẽ ghim ở trên màn hình nhé. Dạ, yeah, bánh cuốn Hồng Kông Phục Hưng. Quý vị gõ tên app Shopee Food. Ê, chỗ nào dùng? À, tới chè. Nghe giọng gì thánh thoát á hả? Chắc hát hay lắm à. Tôm mới ra nữa nè. Đi ra bên này. Không, đi ra thằng bạn, chú đừng ra cũng chạy. Rồi, ra chảo không nó chửi á. Dạ đúng rồi, cái khúc đó hơi kẹt á. Nó kẹt lắm. Tại vì mấy lần shipper ra quẹt đổ đồ cũng quá. Đông quá vậy đâu. Ở đó, đó, mấy ngày Tết rồi không có được vô luôn á. Tết ở đâu? Cái đường kìa chưa. Chú Shopee Food chạy vào nói là khó đi. Quý vị nào mà đi á, thì đi từ ngoài đường Hồng Bàng á. Dạ, chứ đừng có đi Nguyễn Trãi nha. Đi Nguyễn Trãi là không đi xe vào được. Rồi, của anh này. Tên là chú tìm vào đây là chú cũng giỏi á. Sẽ họ đi quen á. Dạ. Yeah. Họ lấy quen đơn cái đây họ vô được. Dạ. Đây vậy. Cô ta gọi bánh cuốn thập cẩm. Một dĩa như vậy là có giá là 35.000. Nhìn đơn giản vậy thôi nhưng mà cô ta thấy cái chất lượng lắm, chưa ăn nhưng mà cảm giác chất lượng lắm, sạch sẽ. Ở đây thì mình phải làm một chén nước chấm hoặc chan. Trên bàn có nha, tương. Ít ít thôi, không biết là như thế nào. Cho miếng sa tế vào nữa. Đó.
với nước. Béo béo. Nồng quý vị, nồng. Và qua bỏ sa tế nồng nồng. Chứ nó ít mặn. Nó không có mặn như nước mắm nha. Cũng như không có chua ngọt gì cả nha. Nó hơi béo béo nè, nồng nồng mà. Đó, chúng ta chan đây luôn. Quý vị có thể chấm hoặc là chan lên đây. Rồi ok quý vị. Trong đây có nhiều vị lắm nha. Tôm, thanh cua, sò điệp. Nhiều vị đó. Cái này cô ta nghĩ các em bé hoặc là những ông bà cô chú lớn tuổi dễ ăn, là nó mềm. Dạo ngon quá vậy ạ. Ngon quá. Nguyên con tôm luôn nè. Mấy vị nha. Ăn tôm nó tươi, ngọt. Ngon. Ok. Cái thìa. Ăn mà ngán ngán này cho miếng cái thìa này vào ăn. Giòn. Ăn nó chắc chát á. Nhẫn nhừng á, ngon. Trong nè. Thịt bằm nhưng mà có nấm đông cô. Ăn miếng nào mà có nấm đông cô với lại thịt bằm ấy, thì nó đậm đà lắm. Thân cua. Ngon nha, thân cua ngon. Mày có bán nước rồi nữa hả chị hả? Có nước suối không chị? Dạ có. Cho em cho nước suối gì hả? Cho nước suối lạnh hay là... Lạnh đi chị. Quý vị muốn uống gì thì gọi nhé. Giá ăn bình dân 12.000. 12.000, 18.000. Còn cái này thật đơn này nè. Quý vị có thể tham khảo nhé, đọc sơ qua. Thỏa điệp. Nếu mà quý vị ăn tôm á thì có thịt bằm với lại hai con tôm, còn ăn như cô ta thì có một con tôm với lại thanh cua với lại sò điệp, cũng 35.000. Dạ cảm ơn anh. Thôi cảm ơn em.
tại phụ ta là người ăn yếu nên phụ ta ăn một dĩa như vậy là vừa, còn nếu một quý vị nào mà ăn mạnh đó có thể ăn được hai dĩa ngon. Tươi ngon, đặc biệt là rau á, ăn nó giòn giòn á. Quý vị có muốn thưởng thức trải nghiệm thì đến ở địa chỉ là 189 xuyệt 1 đường Phùng Hưng, quận 5 nha. Quý vị cứ đi đến chợ Phùng Hưng á, mà đi đường Hồng Bàng á, quý vị cứ đi thẳng vào, đi thẳng vào. Sau đó quý vị nhìn bên tay phải. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị.